con cảm ơn chú. Con tên gì nè? Chào con. Con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Con nói lại cho mọi người nghe coi, con tên gì? Dạ con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Trinity, năm nay con 7 tuổi. Ủa tại sao con có tên này? Tại con ở Malaysia. Con không có ở Việt Nam hả? Dạ. Ba của người Malaysia hả? Dạ. Mẹ của người Việt hả? Dạ. Con biết nói tiếng Malaysia không? Dạ không, con biết nói tiếng Anh. Ví dụ đâu? Con nói tiếng Anh với cô chú thứ coi nè. Giới thiệu mình đi. Hello everyone, my name is Trinity. I'm 7 years old. I like to sing and dance. I also like to play Barbie. Barbie. Trong nguyên cái dàn con của tôi bữa nay, con bé chị Năm này nè là nó nền nã nhất. Thấy cái cách bận áo dài ngồi thùy mị không, bắt chéo cái giò như cô ba Sài Gòn vậy đó, rồi cười không hở răng nha, cười mỉm mỉm vậy thôi, nụ cười quyến rũ đầy bí ẩn. Mình đoán là có răng hay không đi. Coi clip thì mình sẽ biết ngay là bé có hay không. Mời mọi người xem. Xin chào mọi người, mình tên là Trinity, năm nay mình 7 tuổi. Hôm nay con sẽ giới thiệu ba style quần áo. Mọi người cùng đi theo con nha. Mọi người có muốn mua cái quần này không? Cũng đẹp đó. Đây là cá tính nè, đây là tomboy nè, còn đây là dễ thương nè. Mình cũng thích màu vàng á, màu vàng cũng cưng á. Các bạn đoán thử xem mình sẽ mặc bộ nào nhé. Trời ơi con tôi xinh quá, mái tóc nó xõa dài nữa, cái đẹp hú hồn luôn. Anh ơi. Sao? Hai từ thôi. Từ gì? Cốt cách. Chỉ sinh ra là giống như là kiểu mà hồi xưa là trong cung vua đó, mà là quý phi nha. Không phải hoàng hậu, mấy hoàng hậu là mấy mẹ già già bị cất rồi. Quý phi nha là đang được và top one trending á. Ở YouTube là top one trending á. Là vua là cái trang hoàng hậu cung.com á hả? Hoàng hậu là có bị hot rồi. Mấy cái dạng hàng cũ là trending mùa trước rồi. Mà thường là phải quý phi anh. Ngồi ha, cốt cách này. Anh nhìn thấy không? Ngồi cốt cách này ha. Thái độ nè, thấy không? Đó, ngồi nè. Tôi điểm nè. Đó. Gia đình có tiền, bận bộ đồ là thấy Fendi đúng không? Dễ thương lắm. Cái bộ đồ là thấy cái đúng. Là bộ đồ xịn liền. Rồi thay đồ qua lại là biết là có học người mẫu lớp cô Xuân Lan. Cái cách đứng á. Mà phát ra âm thanh tròn trịa luôn. Mà anh thấy không, nữ tính nha. Tóc thì hất ra này, trời ơi, thái độ rất là Hồ Ngọc Hà. Bây giờ nói gì nữa, bây giờ tôi binh bất chấp luôn. Gái tôi đó, ca hay. Ca hay. Gái tôi đó. Cảm ơn chú Trấn Thành. Gái tôi đẻ là vậy đó. Cảm ơn chú Trấn Thành đã nhận xét về con gái của tôi. Sao em không có vẻ không đồng tình vậy? Cái mặt em mà khinh khỉnh vậy, anh nói mà xem làm gì? Tại vì em sợ mạnh miệng quá, lát bé hát dở nhục. Không, không, không. Thôi đi làm gì có chuyện hát dở. Anh binh con của anh chỉ là hát hay hoặc hát dễ thương thôi, chứ không có hát dở ở đây. Anh binh bất chấp. Bất chấp luôn. Bất chấp. Yêu thương là yêu bất chấp. Em đảm bảo là em bé này là người mẫu ảnh, người mẫu thời trang, đã chụp hình học cho lớp cô Xuân Lan luôn. Học lớp cô Xuân Lan luôn. Tại vì bây tốt giờ, nghiệp lớp cô Xuân Lan. Cái thái độ anh. Đó là thái độ mà Xuân Lan và chỉ mấy đứa nhỏ không. Rồi là chắc chắn là đã đi chụp hình cho báo này, cho các hãng thời trang rồi, để bảo đảm luôn. Còn bé hát hay hay không thì cái khúc nói cười kìa. Cười kìa. Dính đó mà nói dính đó, dính bả ba cười kìa. Nói trúng bả đó. Đúng con. Rồi còn về giọng hát thì cái lúc đầu thì em nghĩ là nếu như mà một bé có một tài năng như thế thì đã là rất là giỏi rồi, và thường là các bé sẽ biết một đến hai công việc. Nhưng mà đến lúc mà có cái âm thanh cuối một cái là nghe giọng đẹp liền. Chắc là hát hay luôn đấy anh ạ. Hát hay luôn, cảm ơn em. Đây các cô chú thân mến, còn ba đứa con của em ngồi đây.
đứng đây chứ, đứa nào cũng xinh xắn dễ thương hết. Bây giờ các cô chú có thể hỏi các con để các con trả lời bằng giọng của mình để cho các cô chú nghe và đoán một lần nữa nha. Mỗi đội sẽ có 30 giây. Mời đội chú Trường Giang trước nè. Chú Trung, phải đi. Không, hồi nãy giờ chị Nha đòi em đòi về tiếng Anh đó. À, anh trước đi. Bé áo vàng, con hát bài gì? Dạ, con hát bài Anh Ba Khía. Anh Ba Khía hả? Con hát hay không? Con không biết. Bạn trai áo trắng ơi, lát nữa con về chung với bạn trai hồi nãy hả? Hai đứa dạ. Bạn nhau hả? Dạ không. Hết nhà ra. Con thích tụi con có ở chung. Với bạn giờ. Hết giờ rồi nha. Mời đội chú Trấn Thành nè. Con gái con có học ở Xuân Lan không? Con không biết nữa. Con trai à, con đi học trường nào? Dạ con đi học trường Hiếu Trơn. Con gái ơi, con có buồn ngủ không? Dạ, con cũng hơi buồn ngủ. Vậy ngủ vậy mình còn ca nổi không con? Dạ nổi. Rồi vậy được rồi. Vậy con ca với cô Trang. Hết giờ. Bây giờ các cô chú hãy chọn trong ba con một bạn mà cô chú nghĩ rằng là hát hay và có thể hát cùng với là chú Trung và cô Trang Pháp. Thời gian hội ý bắt đầu. Hội ý đi. Em hát em chọn đi. Hát. Chứ anh có hát đâu chú. Bây giờ hai cái áo trắng để cho đội hình đẹp đi. Em chọn cái áo vàng. Ai biết người ta chọn sao nữa chứ bộ. Chứ phải mình chọn trùng được luôn. Được. Dạ. Anh Ba Khía đó. Ngon quá. Hết giờ. Dạ, bên em thì là cho Trang hát thì để bé Trang chọn. Em có gợi ý cho Trang rồi, không biết Trang có muốn hay không thôi. Sao Trang? Con ơi, con sẵn sàng hát chưa? Em bé số 1. Sẵn sàng. Con hả? Ok, hát tại thì cô sao, nhé. Tại sao bỏ qua bé số 5 là bé gái xinh xắn? Trong khi này chú Trấn Thành khen nức nở. Để chú Trấn Thành có hát đâu. Cô Trang hát cho nên cô Trang sẽ chọn bạn số 1 đúng không? Chúc mừng con đã được cô Trang Pháp lựa chọn. Nam chọn nam luôn. Đội chú Trường Giang chọn ai? Trời ơi trời. Thôi chung Trung mà. Chọn Trung ơi. Gì đó? Chứ anh có hát đâu, em hát mà. Ủa bên kia chọn ai ta? Chọn bạn số 1. Số 1 á. Ông bạn. Còn số 5 là bạn gái và số 7 là bạn trai. Bây giờ mình đột phá đi, mình chọn nam đi. Chọn nam đúng không? Ồ, okay, ông nhúng vừa nói ông rồi. Từ từ con làm chú rung quá à. Thấy ông từng rần lên này kìa đó, ông nôn kìa, ông nôn hát kìa, ông há hồng sẵn. Nôn không? Giờ hát cái chú chịu không? Há hồng sẵn rồi đó. Hát cái chú chịu không? Quyết định chọn bạn số 7. 7. Rồi, mời hai con vào trong chuẩn bị nha. Còn con gái số 5 ở đây. Hai con vào trong chuẩn bị, đi vào trong. Cầm vào trong luôn con. Con gái này đây. Nãy chú Trấn Thành nói con đẹp thần thái, cốt cách như quý phi vậy đó. Con có biết mấy bà quý phi trong phim không? Dạ không. Không biết hả? Nói chung là một người con gái thiệt là đẹp là con đó. Thì bây giờ con hát cho mọi người nghe nha. Các cô chú nghĩ rằng con chỉ hát dễ thương thôi, cho nên mấy cô chú chưa chọn mình. Vậy thì mình phải hát hay thiệt hay tặng cho các cô chú. Mời con. Gái dễ thương quá. Ta vậy ai bắt ta hát gì vậy thiệt. Đây, tặng con món quà. Chú Trường Giang có món quà tặng cho con. Chúc con học giỏi nghe con. Dạ con cảm ơn chú. Con tên gì nè? Chào. Ủa, con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Không, con nói lại cho mọi người nghe coi, con tên gì? Dạ con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Trinity, năm nay con 7 tuổi. Ủa tại sao con có tên này? Tại con ở Malaysia. Con không có ở Việt Nam hả? Dạ. Ba của người Malaysia hả? Dạ. Mẹ của người Việt hả? Dạ. Con biết nói tiếng Malaysia không? Dạ không, con biết nói tiếng Anh. Ví dụ đâu? Con nói tiếng Anh với cô chú thôi coi nè. Giới thiệu mình đi. Hello everyone, my name is Trinity. I'm 7 years old. I like to sing and dance. I also like to play Barbie. Barbie. Mai mốt cô chú nào biểu con hát á,
con đừng có nghe nha. Bạn nghe câu hát là nghỉ chơi với bạn đó. Mình chỉ làm người mẫu, không? Mình đẹp, mình làm người mẫu, mình làm fashion model. Dạ. Bây giờ con về con nói ba mẹ con gửi con qua Venezuela luôn đi, đào tạo con thành hoa hậu luôn đi. Tại vì cái thần thái con rất là sang chảnh, rất là hoa hậu luôn đó. Con biết nước Venezuela không? Nó kế bên Malaysia đó, thì mỗi ba con làm đúng. Rồi, cảm ơn con gái đã đến với chương trình này. Rồi, các cô chú dành cho con một tràng vỗ tay nào. Chào con nha. Hướng này. Trời ơi, con tôi đẹp quá, tóc tai kìa trời, chết thiệt nhỏ. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với Hồ Việt Trung. Hồ Việt Trung đã chọn cậu bé số 7. Mời em lên hát cùng với bé nào. Bé nó máu quá, nó sung quá được kìa Trung ơi. Quá nãy giờ nó đây con. Sung quá giờ được hát sung rồi hả con? Sung hát lắm rồi không con? Chú cũng sung lắm hả con? Muốn hát lắm rồi. Ta vậy đó, bắt ta ngồi nãy giờ mấy tiếng ngồi. Alo con nghe chưa? Alo. Trời ơi, cái giọng ghê chưa?